Dạ, bên kênh YouTube Huế Việt Nam Ngày Nay xin vui mừng kính chào quý bà con, quý vị và các bạn buổi sáng ở Đông Ba. Hôm nay là sáng ngày 15, trời đang nắng vàng rực rỡ, nhiệt độ trong những ngày nay khá là nóng bà con ạ, khoảng 37, 38, 39 độ C. Mình chuẩn bị đi qua cái cầu Gia Hội Thân Thương đây. Qua bên này tìm một cái quán bún bò mà nhiều bà con nói rất là ngon, chúng ta cũng thưởng thức như thế nào. Đây là đường Bạch Đằng, đường này cũng có một quán bún bò rất là nổi tiếng, chính là quán Mề Kéo 20 Bạch Đằng đây bà con. Đây là ngã ba đường Nguyễn Bình Khiêm, Mạc Đình Chi đây bà con. Đường này đi thẳng đến đường Chùa Ống. Một tuyến đường ngắn mà bên tại buổi sáng còn rất nhiều quán ăn, chúng ta đi xem có thể có những cái quán nào ngon bà con. Bên này có cơm hến, trường tiểu học Phú Cát. Bên này có mì ốp la. Chúng ta đi qua hai quán cơm hến thôi. Một cái cây cổ thụ rất là mát. Chùa Thân Cao từ đường Nguyễn Hữu Tộc. Bên này quán bún, trụ sở phường Phú Cát cũ. Bên cạnh kiệt số 8 đường Chùa Ông, chúng ta thấy có một quán bún. Bà con cho biết quán này ngon, rất là rực rỡ màu sắc bên ngoài đây bà con. Chúng ta cùng vào thưởng thức như thế nào. Chữ thì thấy Hồng Kông bên trên đường Chùa Ông, nhưng mà cái biển, cái bảng gọi là quán bún bò Ba Nguyên. Ở đây có một cái cổng nhà đi vào rất là mát, đẹp, sâu. Một khu vườn rất là rộng. Chào Thu Quỳ. Hello. Thu Quỳ đi mua rưa, mời bà con ăn sáng hả? Mời bà con ăn sáng. Let's go, cùng đi về Thu Quỳ bà con ơi. Bún bò Ba Nguyên, địa chỉ 13 Chùa Ông. Mày bán ở đây lâu máu rồi hả? Cái nhỏ chưa luôn à? Mẹ bạn thì 17 tuổi, chứ mình chưa 17 tuổi nữa đây. Thế là mình qua đây rồng đó con nè. Qua đây rồng khách đông. Thế kia là bạn, cái góc này chặt quá. Bắt khách rồi vốn, còn họ cứ đi ra. Dạ. Mẹ có thuê đây, rồng. Dạ. À, đi Mỹ á, dạ. Làm con nhỏ nhỏ lắm. Thôi một tối là con đi vậy à. Bác con, ê, bác con biết mà chưa về. Con mới đẹp đẹp con. Con một tối chỉ làm đẹp đẹp. Con ra đi rồi, con nạch thằng láo. Về cái con khỏe đẻ đi. Tối chi là chị ơi. Mẹ nói là nhiều người đi mì mà nhớ mẹ thì chi. Nhớ mẹ con trẻ khỏe mà. Đâu bà con thăm mẹ kìa ha. Mẹ có gửi lời chúc bà con phương sáng không? Tôi chúc bà con sức khỏe rồi luôn luôn lần về Huế để gửi lời con gửi ăn bún. Thưa thức là bún Huế. Bún Huế. Cuối cùng là đại diện bà con quý vị và bạn lâu đã khách. Mẹ câu chân bà đấy nhỏ mẹ cho sức khỏe mẹ ngay mô mẹ đi hết đó. Làm mẹ lên đấy không? Dạ, ở Bến Ân Cửu nè. Cửu hả? Bến Ân Cửu City nè. Trong này là người có là cua, gân, bò bắp, dạ, gân, giò. Còn người bên này là do thôi là đi. Do, bò, gân. Hai nuôi này giống nhau á? Hai nuôi như nhau. Hai nuôi giống nhau. Nhìn phê cho bà con. Không. Nước mùi luôn rồi đúng không ạ? Chưa sáng mà đứng như thế này là coi như một chục là xíu à? Tao lạ. Tao lạ cũng mê xíu quá. Mà hổ vậy có. Phải chị chơi này hết rồi đâu. Xíu là tại vì chưa ăn được á. Mày bán từ mấy giờ tới mấy giờ về? Tôi bán cái khoảng lúi 10 giờ lúi là hết. À, là buổi sáng có mấy giờ? 6 giờ. Và buổi như vậy có bao nhiêu bán à? Không, không chưa lại nãy đi con ạ. À, chưa lại nãy. Ừ. Không lại nãy. Tới Phương Tây à? Dạ, Phương Tây mà nhiều người nói là... Ấn cây là ưu quá. Dạ, nhưng mà ở đây, cái quán đấy là không biết. Ba con gọi không biết. Qua cái câu nữa, bên qua bên sòng nữa, bên mê đó, chị Nhi nữa. Ở đây bên đó là Thủy An hiện. Mê cũng sao mới mất từ đây. Mê ở Thủy An. Thủy An đó. Thủy
Biết đây mẹ biết ông Giang là chủ tịch xã biết không? Biết không? Dạ. Dạ rồi. Nghe con chúc mẹ khỏe nghe, con là ăn thường thích bún của mẹ đấy nghe. Mà con thấy giờ ngon chưa? Đây nè, đây con có cái dầu phanh ngon này đấy. Quay luôn. Trong một số luôn, đây luôn. Dạ. Đây, rồi bên này là gân. Dạ. Rồi hành. Ôi trời, thơm. Chẳng ngon nhưng mà con. Đó, đưa. Ở đây là con gái mẹ á. Gái. Ờ dạ, con gái. Giỏi chưa, học nghề của mẹ rất là tốt. Mẹ dạy nghề cho người ngoài không? Cháu hai ba con, hai ba gần luôn đi chứ. Hai ba gần luôn á? Con của mẹ bây giờ trở thành nhân bản hai ba gần rồi. Em mẹ muốn tố lông tay. Đấy, đấy. Bốc kinh, bốc ăn thương nữa. Bảo chào. Chào quá. Rồi bây giờ chúng ta xem chị làm một tô bún này cũng có tái chưa rồi hào hào luôn bà con ạ, phẳng tốt vào cái tủ giảm của mình đẹp quá đi, nghe cái mùi mặn 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 cay một chút đồ đi tô ăn. Em quay để em giới thiệu cho bà con. À không, em đi ăn em view. Làm bên đó đó. Đồng hồ về một view đó. Dạ. Rất là tuyệt vời bà con này. Cái chị to à? Chù. Dạ dạ, rồi ok, con cảm ơn chị. Chào chúng ta thầy tôi buồn ngon bà con ha. Tuyệt vời chứ. Ăn nghe nướng sẽ rõ ha. Ngọt. Cay nhẹ nhẹ. Đã đây bà con ạ. Rau chanh. Thôi bắt chanh đi. Chúng ta thưởng thức được cái mùi hương vị của đường câu rồi. Giờ bắt chanh vào cho nó sống vào hết. Bò nồi Thái Nam phân giò gân bò mời bà con. Bà con thưởng thức kính chào nha. Mà thêm miếng ớt đi. Tương ớt. Con thấy đẹp quá. Đẹp quá. Tiếp tục ăn bà con ơi. Nhiều người chỉ bên mà mình không biết cái địa chỉ. Sáng nay đi tìm. Địa chỉ 13 chùa ông. Đường chùa ông gần chùa Diệu Đế bà con ạ. Thẳng với đường Mạc Đình Chi thuộc phường Gia Hội, thành phố Huế. Bún bò Ba Nguyên. Mời bà con ăn cả. Được rồi. Từ Quảng Mê Kéo đi đến đây không xa, tầm 500 mét thôi. Bên tài quán bún bò này cũng thuộc dạng tốt của Huế đó. Đồ ngon với cái vị giá của bên thì bên tài nó đậm đà hơn bún mì Kéo.
Được, chua chua rất là ngon. Mời bà con ăn giò khoanh này. Đã chưa? Chú Cát ơi, giò khoanh bún bò Huế. À, chúng ta thấy các mặt rồi. Tiếp tục ăn bà con ơi. Nghe bà con chỉ lâu rồi, bây giờ bên ngoài mở tìm ra, mới thưởng thức được. Không uổng công đi tìm tí nào. Quảng này cách chợ Đông Bắc cũng không xa, tầm chưa được 1 km thôi. Được các bà con. Con khá nhiều. Mời bà con. Đã luôn. Ngập cái miệng luôn. Ăn huyệt tiếp. Tiếp tục bà con. Bên ăn hết thịt rồi, giờ con nước hút cho hết. Ô, con gà hút cho hết cả này luôn bà con. Ngon quá. Như vậy là trong cái buổi sáng trời trong lành, nắng đẹp như thế này, chúng ta cũng thưởng thức một tô bún rất ngon tại quán Mề Nguyên, Bà Nguyên. Ghi địa chỉ là 13 đường Chùa Ông, phường Gia Hội, thành phố Huế. Những địa chỉ 13 thì mình nghĩ chắc trước đây Mề bán bên kia nên lại địa chỉ cũ. Còn bên này là cái hàng địa chỉ chặn này, cái kiệt số 8 này, ngay cái kiệt số 8 luôn. Đường Chùa Ông này có những cái cổng rất là đẹp, rất là xưa, kiểu như biệt phủ ngày xưa còn sót lại. Bên này xin cảm ơn bà con, quý vị và các bạn cùng đồng hành về thăm Huế, thưởng thức đặc sản nhiều món ngon. Trong đó như sáng hôm nay chúng ta thưởng thức bún bò Huế. Kính chúc bà con luôn vui khỏe, mọi sự tốt lành, mọi sự như ý. Hẹn gặp lại bà con, quý vị và các bạn ở các video tải lên tiếp theo. Không quên subscribe, đăng ký, chia sẻ video đến người thân bạn bè để chúng ta cùng về thăm Huế và biết các cái món ngon tìm ở đâu, như thế nào để đến Huế chúng ta thưởng thức. Xin cảm ơn bà con, hẹn gặp lại bà con.